Hello everyone, welcome back to Hello How. Các bạn biết Hào đang cầm gì đây không? Đây chính là whisky. Hào chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn đang mong chờ cái tập này. Vậy thì các bạn đừng có bỏ qua và hãy xem hết cái này nhé. Hào sẽ dẫn các bạn đi tìm hiểu về Bourbon Whisky, Tennessee Whisky, Rye Whisky, Japanese Whisky, Scotch Whisky. Tại sao mà gọi là Bourbon mà Tennessee Whisky không được gọi là Bourbon? Vậy thì các bạn đừng bỏ qua và chúng ta sẽ đến với thế giới của Whisky. Nếu các bạn có coi những cái tập mà Hào làm về rượu vang đó thì trong đó Hào có nói là rượu vang là một trong những cái tinh túy của trời đất này đã ban tặng cho chúng ta. Vậy thì whisky sẽ là một cái thứ hai bên cạnh rượu vang. Vì sao? Bởi vì whisky là một trong những cái loại rượu mà có rất là nhiều cái chuyện mà gọi là phức tạp. Phức tạp ở đây có nghĩa là cái khẩu vị, cái flavor profile của nó rất là complex, là cái từ mà hay dùng cho để nói về rượu, thì whisky cũng là một trong những cái thứ đó. Tại sao? Bởi vì khi mà các bạn thưởng thức whisky, bạn nhấp một chút xíu vào miệng của mình đó, thì tự nhiên là ở trong lưỡi, trong miệng của mình nó sẽ có rất là nhiều cái vị nó diễn ra cùng một lúc. Mà đó là lý do mà tại sao mà whisky là một trong những cái loại thức uống cũng như là cái loại rượu mà trên thế giới người ta rất là ưa chuộng. Cũng như các loại rượu khác như vodka, gin, rum, tequila, thì whisky là một trong những loại rượu mà được làm từ các loại ngũ cốc, mà trong đó rất là phổ biến như là bắp, lúa mì, lúa mạch. Những nhà sản xuất sau này đó, họ thêm vào như là quinoa là cái loại gạo của Hy Lạp, hoặc là oatmeal là yến mạch để được gọi là whisky. Thì sau khi mà qua cái quá trình sản xuất thì whisky phải được chưng cất trong một cái thùng gỗ gọi là barrel. Nó giống như là cái barrel của wine đó các bạn, nhưng mà cái này là cái barrel của whisky, cùng một loại là gỗ sồi gọi là oak barrel. Thì cái gỗ sồi này đó là phải được charred. Charred ở đây có nghĩa là cái từ mà là giống như là bị nướng lên cho nó đen thùi luôn đó. Thì là cái loại gỗ sồi này, cái thùng này phải được nướng lên trong đen thùi đó. Rồi sau đó sẽ để whisky vào. Và tùy vào cái kiểu của whisky mà sẽ được yêu cầu là giữ trong đó bao lâu. Một điều thú vị nữa là mỗi một nơi khác nhau sẽ sản xuất ra một cái loại whisky có cái flavor profile, có nghĩa là cái vị, cái tính chất và cái đặc trưng khác nhau. Vậy thì whisky đến từ đâu? Whisky sẽ đến từ những cái nơi rất là nổi tiếng như là Mỹ nè, Canada nè, Scotland nè, Ireland, Japan, là năm cái nơi mà có thể gọi là khi mà bạn đi vào một quán bar hay nhà hàng đó thì bạn sẽ tìm được những cái loại whisky này trên cái kệ của cái bar và cái nhà hàng đó. Các bạn sẽ có thể thấy là whisky sẽ được viết với lại chữ whisky với chữ E là chữ E tiếng Việt mình, hoặc là whisky sẽ được viết không có cái chữ E mà chỉ là cái chữ Y dài thôi. Tất cả các cách viết đều là whisky, chỉ tùy vào cái nơi nào, vùng miền nào hoặc là cái đất nước nào nó họ viết cái chữ đó như vậy. Nếu như mà các bạn có nghe những cái người mà sành về whisky hay là những cái nhà sản xuất của whisky á, thường á khi mà họ thử whisky họ sẽ muốn biết là cái mash là như thế nào. Thì mash ở đây có nghĩa là cái hỗn hợp của những cái loại ngũ cốc để tạo nên whisky. Còn mash bill có nghĩa là những cái thành phần mà đã được liệt kê ra, ví dụ như là trong bourbon á thì sẽ phải có 51% thành phần là corn, có nghĩa là bắp, để mà tạo nên bourbon. Proof hay còn gọi là whisky proof, thì proof có thể hiểu đơn giản như là ABV, là có nghĩa là stand for alcohol by volume. Nếu như mà các bạn để ý trên những cái chai rượu hoặc là những cái chai bia mình uống á thì nó sẽ ghi là ABV là rượu là khoảng 13-15%. Thì ở trên những cái chai mà whisky, vodka, gin, tequila, rum thì những cái loại này đó là họ phải đạt chuẩn để mà có thể sản xuất ra. Thì whisky đó là phải được từ 80-100 proof, có nghĩa là 40% và 50% alcohol by volume. Ví dụ như một cái chai whisky á thì nó sẽ phải đạt là khoảng 40% alcohol by volume, tức là trong cái tổng cái chai đó thì 40% cồn ở trong cái chai đó là alcohol. Và bây giờ sẽ đi vào cái khúc mà quan trọng nhất, các bạn đừng có bỏ qua nha, mà phải xem hết cái khúc này. Bởi vì nếu như mà các bạn không coi cái này đó là các bạn sẽ không có biết gì về whisky mà Hào đã phải cố gắng thực hiện và cố gắng hết sức mình để mà có thể làm cái này cho các bạn. Thì nhớ coi hết nhé. Chúng ta sẽ bước vào những cái kiểu của whisky hay còn được gọi là style. Các bạn có thắc mắc là tại sao mà mình không nói là loại không, mà mình gọi là style? Có nghĩa là loại là kind,
còn style là kiểu, đúng không ạ? Tại vì whisky là chỉ có một loại thôi, một loại là whisky, bởi vì nó có những cái thành phần, những cái tiêu chuẩn để mà tạo ra whisky. Còn style có nghĩa là sẽ được dựa vào cái nơi nó sản xuất, cái nguồn nước ở cái chỗ đó, cái loại ngũ cốc, cái tiêu chuẩn của cái quốc gia đó sản xuất ra cái loại whisky và cái khẩu vị là những cái yếu tố mà có thể gọi là style. Thì mỗi một cái nước, mỗi một cái nơi nó sẽ có những một cái style khác nhau. Ví dụ như chúng ta hiểu đơn giản thế này, món Việt Nam của mình thì bún bò Huế, thì bún bò Huế kiểu Huế nó khác mà bún bò Huế kiểu miền Nam nó khác, hoặc là phở, phở Bắc nó khác mà phở miền Nam nó khác, và phở miền Trung nó lại khác nữa. Thì whisky nó cũng là dạng như vậy, hào đem cái của mình ra để cho các bạn có thể dễ hiểu hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái style thứ nhất mà rất là phổ biến, mà người Mỹ rất là yêu thích, mà nó cũng đến từ nước Mỹ luôn. Đó tên gọi là Bourbon Whiskey. Để được gọi là Bourbon Whiskey đó, thì là cái này nó phải đạt những cái tiêu chuẩn mà nước Mỹ đặt ra. Ngày xưa đó là nếu như mà để được gọi là Bourbon thì nó phải đến từ Bourbon Kentucky của nước Mỹ mới được gọi là Bourbon. Nhưng mà ngày nay, bởi vì đã có những cái tiêu chuẩn mà nước Mỹ đặt ra rồi, thì những cái nhà sản xuất trên thế giới đó họ dựa vào cái tiêu chuẩn đó mà họ sản xuất ra cái whisky đó, nên là nó được gọi là Bourbon. Nhưng mà có nhiều cái Bourbon sẽ không đến từ nước Mỹ, Kentucky, mà sẽ đến từ những cái vùng miền khác. Vậy thì những cái yêu cầu mà để tạo ra Bourbon là gì? Sẽ là 51% corn, có nghĩa là bắp, để mà chưng cất trong cái hỗn hợp mash để mà tạo ra cái Bourbon này. Sau khi mà Bourbon được chưng cất xong thì phải được để trong một cái oak barrel, cái charred oak barrel. Và khi mà đóng chai thì Bourbon phải được chuẩn là 80-100 proof. Vì thành phần chính là 51% của Bourbon là bắp, nên những cái loại Bourbon sẽ có cái mùi vị là nó ngọt hơn so với những loại whisky khác. Và cũng vì thế nên là Bourbon nó sẽ có full body. Mà các bạn nhớ là full body là gì không? Hào có nói ở cái tập trước về wine đó. Tennessee whisky thì phải đến từ Tennessee, Kentucky. Và cái quá trình làm nên cái loại whisky này sẽ giống như là Bourbon, nhưng nó sẽ không gọi là Bourbon, bởi vì sau khi mà chưng cất xong á thì nó phải qua được một cái quá trình lọc gọi là Lincoln County Process. Cái giai đoạn này đó thì nó sẽ được lọc qua một cái lớp than gọi là lớp maple charcoal, rồi sau đó sẽ được bỏ vào cái thùng barrel để mà chưng cất thêm. Do là đi qua cái quá trình lọc này nên là Tennessee whiskey nó sẽ có cái vị là nó more mellow. Mellow ở đây có nghĩa là nó nhẹ nhàng hơn là Bourbon, bởi vì Bourbon có thể hiểu được giống như là rất là bold, rất là mạnh và rất là nồng. Đó là cái tính chất của Bourbon. Rye whisky là một trong những loại whisky phát triển mạnh nhất ở thời hiện tại. Rye whisky được phát hiện ra từ trước cái thời Prohibition của nước Mỹ, có nghĩa là trong có một cái giai đoạn từ năm 1920 cho đến 1933 thì nước Mỹ là cấm tất cả mọi người uống rượu, có nghĩa là tất cả các loại rượu đều bị cấm hết. Thì rye whisky đã được có mặt trước đó nên là nó rất là phổ biến, nhưng mà sau cái thời gian đó thì rye whisky lại bị mất đi. Rye whisky đó thì nó sẽ yêu cầu là 51% rye. Rye ở đây là lúa mạch. Các bạn biết là Hào ở Mỹ nhưng mà Hào cũng lộn, tại vì Hào cứ nói tiếng Anh là lúa mì lúa mạch thôi. Anyway thì 51% nha sẽ là rye. Thì giống như là cái quá trình sản xuất của Bourbon thì rye whiskey hầu như là y chang Bourbon luôn, chỉ có khác là cái tính chất, thay vì là Bourbon là corn là bắp thì rye sẽ là 51% rye. Cho nên là cái độ ngọt cũng như là cái độ, cái nồng độ hay là cái tính chất của cái whisky này sẽ giống có cái phần của Bourbon. Nhưng mà cái điểm đặc trưng ở đây đó, bởi vì sản xuất từ rye nên cái whisky này nó sẽ nồng hơn, nó sẽ cay hơn. Tiếng Mỹ được gọi là spicier. Nếu như mà bạn để một cái rye whisky, ô đây là Hào đang uống rye whisky, Hào đang uống North Creek rye whisky, thì cái vị của nó sẽ cay xé trong cái họng, trong cái miệng của mình. Bởi vậy đó,
các bạn có để ý như Hào nói đó là những cái người mà uống bourbon ha, uống whisky ha, khi mà họ bắt đầu mà cảm thấy thấm rồi, họ thích rồi á, thì họ sẽ bắt đầu chuyển qua rye, bởi vì con người chúng ta mà lúc nào cũng muốn đạt, muốn lên thêm một cung bậc mới, thì rye sẽ đem cho bạn lên được cái cung bậc đó của whisky. Và ngày nay đó thì rye whisky thì đang là trở nên rất là thịnh hành, và bartender đó là những cái người mà mixologist đã bắt đầu tạo nên những cái cocktail về rye whisky rất là đặc trưng. Nếu như bạn để ý đó, thì ở bên này ha, họ không biết là ở Việt Nam và những nước khác như thế nào, thì trong một cái menu đó, một cái cocktail menu sẽ có là gin nè, tequila, rum, có whisky và sẽ có rye whisky. Đó là năm cái đặc trưng mà trong mỗi một cái cocktail menu là phải có. Ngoài ra đó thì Canadian whisky cũng được gọi là rye whisky. Còn cái vấn đề là có rye trong đó hay không á, thì chúng ta không biết, đó chỉ là theo lịch sử và theo những cái nhà sản xuất họ nói lại. Nên là khi mà nói là rye whisky thì mình sẽ hiểu là cái whisky nó được sản xuất từ rye ha. Còn Canadian whisky thì cũng được gọi là rye whisky, nhưng mà nó sẽ không có rye trong đó, mà sẽ có rye trong đó thì mình không biết. Nên nếu là bạn nào mà thích rye whisky thì đừng có uống Canadian whisky, bởi vì maybe là bạn sẽ không biết được là Canadian whisky có rye trong đó hay không. Irish whisky thì dĩ nhiên là phải được sản xuất từ Ireland. Và Irish whisky có một cái tính chất rất là hay, đó chính là nó rất là complex, nó rất là smooth, có nghĩa là rất là mịn màng. Nếu như mà để mà hiểu được cái điều này đó thì Jameson, nếu mà bạn biết Jameson là một trong những cái loại whisky rất là nổi tiếng và rất là phổ biến, và Irish whisky cũng là một trong những loại whisky rất là phổ biến. Nếu như mà bạn để ý đó thì Jameson là một trong những cái loại whisky mà ở trong những cái nhà hàng quán bar lúc nào cũng phải có. Và cái thời gian mà Hào đi làm ở bên này đó thì Hào thấy đó là người Mỹ đó họ rất là thích Jameson whisky. Ví dụ nhé, cái flavor profile của nó đó sẽ là nó sẽ có cay, có nồng, nó không quá nồng, nó không quá cay, nhưng mà nó có một cái vị thơm như là vanilla, có nghĩa là vani đó các bạn, rất là thơm. Và cái đặc trưng của cái này á, nếu như mà bạn làm mixed drinks á, bạn mà làm whiskey sour á, mà bạn sử dụng Jameson whiskey á, rất là ngon. Bạn nào mà bartender ha, bạn thử làm Jameson whisky sour đi, Hào chắc chắn với các bạn luôn, nó sẽ có được cộng hưởng những cái đòi hỏi, những cái điều mà whisky đem lại, và add thêm là một cái mùi thơm của giống như là kẹo mạch nha đó các bạn, thì cái Jameson hoặc là cái Irish whisky nó sẽ được tạo ra. Mà cái vấn đề ở đây đó là có thể là do là Irish whisky phải được cất ở trong cái oak barrel tới 3 năm khi trước khi mà để vào cái bottle mà sản xuất, thì đó có thể là cái lý do mà tại sao nó thấm đậm được những cái mùi hương ở trong cái gỗ sồi ở cái nơi đó. Cái loại whisky tiếp theo mà Hào sắp giới thiệu với tất cả các bạn, đây là một trong những cái loại whisky mà nó đã nổi tiếng qua rất là nhiều thập kỷ, mà hình như là nó cũng đang rất là nổi tiếng ở Việt Nam, đó gọi là Scotch whisky. Mà một cái điều mà thú vị á, khi mà Hào đi làm ở bên Mỹ đó, người ta sẽ không gọi Scotch thẳng là whisky, người ta sẽ không gọi là Scotch whisky, mà người ta chỉ nói là Scotch. Còn whisky thì người ta sẽ gọi là bourbon hoặc là whisky. Cái lý do tại sao đó thì Hào vẫn đang suy nghĩ, thì Hào có những cái giả thuyết của mình như thế này. Bởi vì Scotch sẽ được tạo ra cái thành phần chính, đó chính là barley. Barley ở đây là lúa. Lúa mạch. Còn hồi nãy rye đó là lúa mạch đen nha các bạn. Để mà tạo ra Scotch thì Scotch phải được cất giữ ở trong cái barrel đó tới 3 năm trước khi mà đóng chai. Có hai cái loại Scotch phổ biến, đó gọi là single malt hoặc là blended Scotch. Single malt ở đây có nghĩa là cái loại Scotch đó chỉ được sản xuất ra với barley và lúa mạch thôi. Còn blended Scotch có nghĩa là sản xuất ra một loại whisky, sau đó cái loại whisky này sẽ được trộn với neutral grain spirit. Thì neutral grain spirit á là một trong những cái loại alcohol mà được chưng cất từ các loại ngũ cốc. Sau đó đó thì cái dung dịch
mà neutral grain spirits này đó là alcohol là cồn đó, thì 95% của cái này là cồn và nó là không màu cũng như là không mùi, thì sau đó sẽ trộn với lại cái whisky để tạo ra blended scotch whisky. Vì sao người ta làm như vậy? Người ta làm như vậy là để cộng hưởng thêm những cái mùi vị đặc trưng khác nhau mà những cái nhà sản xuất muốn đem lại. Bởi vậy khi mà người Mỹ bên này người ta tìm đến scotch, người ta sẽ tìm đến cái gọi là peated scotch, có nghĩa là cái scotch này sẽ được đem lọc qua một cái lớp than bùn. Cho nên là cái flavor profile của cái loại scotch, peated scotch này nó sẽ rất là smoky. Smoky ở đây là giống như cái mùi cơm khét, cơm khê á các bạn. Nhưng mà dễ hiểu hơn nữa là nó giống như là cái mùi dây thun hay là cái mùi bánh xe mà đem đốt. Cũng có thể là do cái tiêu chuẩn và cái loại whisky của người Mỹ nó đã quá ngon. Giống như các bạn thấy là bourbon là một trong những cái loại whisky mà rất rất là phổ biến rồi, nên là người Mỹ sẽ không nhìn nhận scotch như là whisky, nhưng mà nó vẫn được appreciate, có nghĩa là tôn trọng và trân trọng như là một cái loại spirit khác. Loại whisky cuối cùng cũng như là một trong những cái loại whisky mà phát triển và cái sức lan tỏa của nó rất là mạnh mẽ trong những cái năm gần đây trên thị trường trên thế giới, và cũng là một trong những loại whisky mà thắng rất là nhiều giải thưởng về whisky, đó chính là Japanese whisky. Nếu như mà bạn nào mà thử về Japanese whisky á, thì bạn có thể sẽ thấy là cái đặc thù và cái tính chất của nó hình như là giống như là scotch vậy đó. Và như là Hào cũng có nói trong những cái tập trước của mình về Old Fashioned và Manhattan, Hào cũng có liên kết với lại cái việc là tại sao mà người Mỹ không sử dụng scotch hoặc là Japanese whisky để mà làm Old Fashioned hoặc là Manhattan. Thì những cái nhà sản xuất whisky của người Nhật đó, họ đã mua những cái thiết bị cũng như là họ đã học hỏi hết những cái cách mà để làm scotch của người Ireland đem về Nhật. Nhưng mà do là cái nguồn nước cũng như là do là cái grain, là những cái ngũ cốc mà người Nhật có trồng có để mà tạo nên cái whisky của họ đó, nên là cái flavor profile của cái loại Japanese whisky này nó tạo ra rất là đặc trưng và rất là unique. Các bạn có thấy không, như là như Hào nói, những cái flavor profile này phải đến từ không chỉ những là những cái kiến thức để mà tạo ra, mà còn phải đến từ đất, từ nước, từ cái grain là những cái loại ngũ cốc, rồi cái cách sản xuất và khí hậu để những nơi đó để mà tạo ra những cái điều đặc biệt như thế này. Bởi vì là tại sao mà bây giờ chúng ta sẽ có rất là nhiều loại whisky trên thế giới mà rất là nhiều người ưa chuộng, mà thật là may mắn khi mà người Nhật đã tạo ra được cái loại Japanese whisky này, cộng thêm vào trong một cái quyển sách kho tàng của whisky để tạo nên được những cái flavor profile thật là đặc trưng và đặc biệt. Ok, vậy là Hào đã giới thiệu với tất cả các bạn tất cả những cái loại whisky và cách để mà chúng ta có thể phân biệt cũng như là hiểu rõ thêm về nó. Nếu như bạn mà có một cơ hội nào đó thì bạn ra một quán bar thì bạn có thể thử những cái loại whisky khác nhau. Cách và đơn giản nhất thì các bạn có thể hỏi những người bartender đó, họ giới thiệu với các bạn. Nếu như mà bạn nào mà chưa từng thử qua whisky thì Hào sẽ giới thiệu với các bạn một loại whisky mà được trong giới whisky được nghĩ là nó dễ uống nhất cũng như là dành cho những cái người mà bắt đầu tập tành uống whisky, đó gọi là Maker's Mark. Đây là một trong những loại whisky mà bourbon whisky đến từ Kentucky của nước Mỹ. Cái loại whisky này thì nếu như bạn chưa từng whisky thì đừng có nghe lời người khác nha, tại vì nó rất là một chút là khó uống so với là vodka hay là gin hay là rum hay là tequila. Nhưng mà khi mà bạn đã đi vào trong cái đường mà uống whisky thì bạn sẽ bị ghiền và nó rất là ngon. Nên là để mà tập tành uống whisky thì Hào sẽ giới thiệu cái loại whisky đó cho các bạn nhé. Ok, vậy là đến đây đã hết cái tập này rồi, hình như là cũng rất là dài rồi. Nhưng mà Hào xin cảm ơn tất cả các bạn đã đi đến đây và lắng nghe cũng như là học hỏi chia sẻ thêm với Hào về whisky. Nếu như mà bạn nào có ý kiến khác hay là bạn có những cái gì mà bổ sung thì đừng quên là để lại những comment cho Hào. Nếu như mà bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Đừng quên là để lại những comment thật nhiều nhá. Và Hào sẽ có rất là nhiều động lực để thể làm thêm những cái video khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello How. Cheers.